luôn cố hết sức để chạy thật nhanh về phía trước, cho tới khi cơ thể bạn thực sự lên tiếng. Đã có dầu mãnh hổ thông kinh lạc giúp bạn giải quyết mọi đau đớn. Một lần xịt, ngay lập tức đả thông tuần hoàn máu, giảm sưng tấy, căng cơ, chệch khớp, điều trị các chấn thương lâu ngày tích tụ. Dầu mãnh hổ với chiết xuất từ dầu paraffin, bạc hà, hương nhu cùng các thành phần thảo dược quý khác có công dụng hữu ích trong y học cổ truyền Trung Hoa. Cho bạn một cơ thể dẻo dai, một tinh thần sảng khoái để tự tin chinh phục mọi mục tiêu.